Hôm nay tôi vinh dự đại diện cho các nữ quân nhân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có mặt ở đại hội. Tôi tin tưởng rằng đại hội sẽ thành công tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng đại hội lần này sẽ thành công và sẽ đưa ra được nhiều những giải pháp để hỗ trợ cho chị em phụ nữ trên khắp mọi miền của Tổ quốc, và đặc biệt là có những giải pháp, những chính sách để hỗ trợ cho phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và vùng dân tộc thiểu số. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 chính thức khai mạc sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hoạt động của tổ chức hội và đánh dấu sự tham gia ngày càng tích cực, chủ động của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình hội nhập và phát triển của đất nước. Đại hội có sự tham gia của gần 1.000 đại biểu chính thức, là những phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, dân tộc, tôn giáo, các độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác và các vùng miền khác nhau trong cả nước. Trong thành phần đại biểu có đại diện khối lực lượng vũ trang nhân dân, doanh nhân, lãnh đạo các bộ, ban ngành, trung ương và địa phương, đại biểu đại diện cho 53 dân tộc thiểu số và đại biểu tiêu biểu các tôn giáo gồm Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành, Bờ La Môn. Và trong thời gian tới chúng tôi cũng hy vọng là trung ương sẽ có những cái chính sách thật là thiết thực, phù hợp và tận đến hội viên phụ nữ của các bản làng xa xôi ở vùng miền, ở biên giới, ở hải đảo. Phiên khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 diễn ra từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 ngày 10 tháng 3 năm 2022, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam. Đồng thời, phiên khai mạc đại hội được các đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố tiếp sóng trên các hạ tầng truyền dẫn của VTV. Thông tin về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục được cập nhật trên báo Phụ nữ Việt Nam và báo điện tử phụ nữ việt nam.vn. Mời các bạn theo dõi.